Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ngày 28 tháng 6 tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc tọa đàm với giới doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Indonesia. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6, sáng 28 tháng 6, chính phủ đã thảo luận cho ý kiến vào dự án luật hải quan sửa đổi. Ngày 28 tháng 6, phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 37 được Ngân hàng Nhà nước tổ chức trong lúc chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời hạn tất toán trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. 1,5 tấn vàng đã được các đơn vị mua hết với giá cao. Trong 2 ngày làm việc 27 và 28 tháng 6, lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, trong đó có một gói cứu trợ trị giá khoảng 8 tỷ euro để giải quyết vấn nạn thất nghiệp ở giới trẻ và thỏa thuận chính trị về huy động ngân sách trị giá 960 tỷ euro, tương đương 1.250 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2014-2020. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố nêu rõ, chính phủ Trung Quốc coi vụ bạo loạn xảy ra hôm 26 tháng 6 vừa qua ở khu tự trị Duy Ngô, Nhĩ Tân Cương, miền Tây nước này là hành động khủng bố. Ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã thực hiện việc phóng vệ tinh quan sát mặt trời mới nhất của NASA, tên gọi là IRIS vào vũ trụ. Tiếp tục phản ánh hoạt động tiếp xúc cử tri của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vào chiều ngày 28 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc đông đảo cử tri quận Ba Đình báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Đa số cử tri phấn khởi nhận thấy kỳ họp vừa qua của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, nhiều phiên họp được truyền hình trực tiếp, kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố công khai để toàn dân cùng biết. Cử tri cũng đề cập nhiều vấn đề dân sinh bức xúc chưa được giải quyết triệt để như giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhà văn hóa cho các khu dân cư, nơi sinh hoạt vui chơi giải trí cho thiếu nhi, nhất là trong dịp hè. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp sắc đáng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, các bộ ngành chức năng để giải quyết, đồng thời trao đổi về từng vấn đề cử tri nêu. Xung quanh vấn đề lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư chỉ rõ cần phân biệt lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là cách làm sáng tạo của Việt Nam. Lấy phiếu tín nhiệm là thăm dò tín nhiệm, xem đã được lòng dân chưa, không chỉ bên Quốc hội mà cả các cơ quan đảng. Quan trọng là công tâm, khách quan, trong sáng. Kết quả vừa qua cơ bản sát, phản ánh đúng tình hình kinh tế xã hội bây giờ. Các ngành then chốt phiếu thấp cần cố gắng nhiều hơn, tự điều chỉnh cải tiến tốt hơn. Trước sự quan tâm của cử tri, Tổng Bí thư cũng đã trao đổi xung quanh việc góp ý về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 về vấn đề Biển Đông, việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 và một số vụ việc cụ thể mà cử tri nêu. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc với cử tri xã Thạch Hạ, cửa ngõ phía Bắc thành phố Hà Tĩnh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động hiệu quả, trách nhiệm cao của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thành công của kỳ họp thứ 5 vừa qua. Đặc biệt, cử tri bày tỏ tin tưởng, vui mừng về việc lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của mình, Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đã thực thi một cách mạnh mẽ trách nhiệm đại diện cho ý chí, lợi ích của nhân dân lao động thông qua đợt lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã đảm bảo khách quan, công tâm, được cử tri đồng tình, nhất trí cao. Các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các nội dung của luật đất đai sửa đổi, một đạo luật có tầm bao phủ rộng lớn liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống dân sinh. Qua đó đề nghị cơ quan chức năng sớm ban hành văn bản hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân sau thu hồi đất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai, khắc phục đầy đủ những hạn chế tồn tại yếu kém trong công tác quản lý đất đai trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Cử tri cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng đang gây rất nhiều bức xúc trong nhân dân, làm giảm uy tín của Đảng, chính quyền, tăng cường hơn nữa chế độ chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình chính sách. Tại Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã cùng với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 2 của quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng. Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 và thông báo với cử tri những nội dung trả lời của các bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội về các ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri trước. Các cử tri đã đánh giá cao kết quả của kỳ họp và cho rằng các đại biểu Quốc hội đã thể hiện được trách nhiệm cao của người đại biểu nhân dân khi thể hiện được trí tuệ tập thể và dân chủ thông qua công tác xây dựng luật và chất vấn các thành viên của chính phủ, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
đặc biệt là việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh đã được đông đảo cử tri đồng tình ủng hộ, thể hiện sự dân chủ, công tâm, từ đó xem xét hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, nhất là đối với các chức vụ quan trọng được nhân dân quan tâm. Bên cạnh đó, các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đời sống hàng ngày của người dân như tình trạng ùn tắc giao thông, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tính khả thi của các văn bản luật. Trong lĩnh vực an toàn giao thông, có nhiều ý kiến khác nhau của các cử tri về lĩnh vực này. Đồng tình với những kiến nghị của cử tri, đồng chí Phạm Quang Nghị cho biết, bên cạnh việc nâng cao chất lượng hạ tầng, quản lý chất lượng phương tiện, trình độ lái xe, sắp tới thành phố sẽ có nhiều biện pháp tích cực nhằm hạn chế mất an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu các sở ngành trong thành phố cần thực hiện nghiêm túc nội dung này, triển khai cụ thể tới từng phòng, ban và các bộ trong đơn vị. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Indonesia ngày 28 tháng 6 tại thủ đô Jakarta, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với giới doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Indonesia. Tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch nước đã nghe đại diện doanh nghiệp Indonesia đánh giá về cơ hội hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp Indonesia cho rằng nền kinh tế hai nước có nhiều điểm tương đồng khi phát triển trên cơ sở thị trường nội địa lớn. Đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ trong thời gian qua là kết quả khả quan. Tuy nhiên, giá trị thương mại sẽ được phát huy tối đa nếu biết khai thác các thế mạnh của cả hai bên. Các doanh nghiệp Indonesia kiến nghị Việt Nam nên cải thiện môi trường đầu tư với những giải pháp đột phá về thủ tục hành chính, giảm thuế, xúc tiến đầu tư. Chia sẻ với những kiến nghị của doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch nước trân trọng đề nghị các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Indonesia, tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch nêu rõ, các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước cần khai thác thế mạnh này để cùng liên kết, hợp tác với các nước, các đối tác khác trên cơ sở cùng có lợi vì sự phát triển chung của mỗi nước và của khu vực. Trước đó, sáng 28 tháng 6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc Kalibata thuộc thủ đô Jakarta. Đây là nơi chôn cất và tưởng niệm 7.000 quân nhân và lực lượng vũ trang đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, chống thực dân xâm lược Hà Lan và cuộc cách mạng quốc gia của Indonesia. Đài tưởng niệm được xây dựng vào năm 1945 sau khi Indonesia tuyên bố độc lập, đến nay đã trở thành biểu tượng cho ý chí đấu tranh của đất nước vạn đảo. Đây cũng là nơi đón các đoàn khách quốc tế đến tham quan. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân tới Cộng hòa Indonesia, Việt Nam và Indonesia đã ra tuyên bố chung với nhiều nội dung quan trọng. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết nội dung của bản tuyên bố chung này trên trang thông tin nguồn của Thông tấn xã Việt Nam và báo điện tử Việt Nam Plus. Tiếp tục chương trình phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 vào sáng ngày 28 tháng 6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính phủ đã thảo luận cho ý kiến vào dự án luật hải quan sửa đổi, đạo luật nhằm hướng tới một nền hải quan chuyên nghiệp hiện đại. Sau hơn 10 năm thực hiện, luật hải quan đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh phát triển, bảo đảm an ninh kinh tế, lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ một số mặt hạn chế, tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng phát sinh các yêu cầu quản lý hải quan mới. Các thành viên chính phủ thống nhất cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết, xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng mà thực tế phát triển kinh tế đối ngoại trước mắt cũng như lâu dài đặt ra. Sửa luật cũng nhằm tạo hành lang pháp lý cho hiện đại hóa hoạt động hải quan, áp dụng rộng rãi phổ biến hải quan điện tử, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đó, dự thảo luật hải quan sửa đổi gồm 8 chương 106 điều, đề cập đến 4 nhóm vấn đề lớn gồm cải cách thủ tục hải quan, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan, bảo đảm tính thống nhất khả thi của pháp luật hải quan và cuối cùng là kiện toàn hệ thống tổ chức hải quan. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo luật hải quan sửa đổi là Bộ Tài chính. Sau khi các thành viên chính phủ nêu ý kiến thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp phối hợp cùng các bộ ngành để tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật hải quan sửa đổi để trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy định. Cũng trong phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận các nội dung của dự thảo luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự kiến trong tháng 7, Chính phủ sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó ưu tiên những nghị định quy định chi tiết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013. Trong đó, thì Thủ tướng nhấn mạnh, căn cứ thực tiễn tình hình 6 tháng đầu năm, từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ kiên trì thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Về kinh tế, Chính phủ sẽ tập trung điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp các giải pháp tiền tệ, tài khóa, thị trường, giá cả để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng, tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với tình hình lạm phát, tăng dư nợ tín dụng theo kế hoạch, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, quản lý hiệu quả thị trường vàng, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm việc tiết kiệm, đảm bảo cân đối ngân sách, thực hiện tốt giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời với việc tăng cường các giải pháp huy động vốn xã hội cho đầu tư phát triển, bố trí vốn đối ứng để giải ngân nhanh vốn ODA, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn, trình Quốc hội cho phát hành bổ sung vốn trái phiếu chính phủ để nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A, quốc lộ 14, các dự án cấp bách về thủy lợi, y tế, giáo dục. Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp giãn hoãn, miễn giảm thuế, đưa công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng vào hoạt động, tập trung xử lý nợ xấu và giảm hàng tồn kho, tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp có khả năng phát triển được vay vốn. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, triển khai hiệu quả gói hỗ trợ tín dụng nhà ở xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa thủ tục về vay vốn tín dụng, thuế, hải quan, bất động sản, phát triển mạnh thị trường trong và ngoài nước, tăng cường quản lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu, làm hàng giả, hàng kém chất lượng. Thủ tướng yêu cầu Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế đã được phê duyệt gắn với thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng. Về chính sách an sinh xã hội, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục dần tình trạng quá tải ở các bệnh viện và cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học và dạy nghề, chăm lo tốt đời sống người có công. Bên cạnh đó thì tập trung chỉ đạo phòng tránh thiên tai bão lũ, hạn chế thấp nhất các thiệt hại, chỉ đạo quyết liệt để giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Về công tác thông tin tuyên truyền, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường và chủ động cung cấp thông tin về chỉ đạo điều hành, về cơ chế chính sách, về xử lý những vấn đề xã hội bức xúc và những vấn đề mới phát sinh cho các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho nhân dân nhằm tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chuyển sang những thông tin khác, ngày 28 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ trì kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2011-2015. Chủ đề chính của kỳ họp là một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh đã nêu rõ, tại kỳ họp này, các thành viên hội đồng tập trung thảo luận xây dựng báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau báo cáo đề dẫn do giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đọc, các thành viên hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để hoàn thiện bản báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.